Phước hảo phước gì người ta còn coi thấy á, người ta nói trời ơi mấy đứa này thiệt vô tư quá, mẹ bệnh mà bỏ con bỏ cháu gì cho mẹ mà già nuôi, chính người dân người ta còn thương còn sao nó vô tư quá ta. Tại cái số tôi vậy chắc những kia nó cũng có thể nó coi ấy điện thoại nó biết chứ, Dạ, con quay con chia biết sẻ nó cho thầy thấy nhìn vậy, thấy tại chứ. nó con người nó vô tư chứ nó về vậy chứ sao người dân người ta còn coi thấy mà lại nó không thấy. Dạ. Có chị của ngõ bên nhà em Châu luôn trẻ, nó nói nó đi Phước Hảo bà hồn, nó coi trên truyền hình á, Dạ. nó lên mạng nó coi truyền hình, nó thấy trời ơi trời xưa không sao mà khổ gì vậy, bệnh mà còn giữ tới năm đứa cháu nữa đó. Khi nhỏ, nhỏ em dâu nó nói rồi em phụ giữ chùm chị nữa, đúng lúc chị bệnh Đó, chị khóc rồi, đi khóc. mệt đó chị, em chạy ra bóp tay bóp chân cho chị đó. Nói tới khóc nè của chú chị. Thì cái đứa con của chị sao nó vô tư quá, không có đứa nào nó chạy về trơn, nó cũng thấy chứ mà không thấy sao. Thì khi nhỏ nó nói thôi Mới lại là chia sẻ là khóc mà khóc không à. Chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube Minh Tơ TV. Lời nói đầu tiên, Minh Tơ gửi lời chúc cô chú chị Minh Tơ Vương cũng nhau tâm ngày mới an lành và phúc. Ngày hôm nay Minh Tơ quay trở lại thăm ngôi nhà của năm bà cháu, thì được ba người mẹ bỏ lại năm đứa con của mình cho bà ngoại nuôi. Thì các người mẹ này thì đã có gia đình riêng của mình, nói chung là bỏ luôn cô chú chị, không về thăm, không gửi tiền, không nuôi, không lo đó. Thì ba xin lỗi năm bà cháu này hiện tại quây quần với nhau để sống, cũng nhờ sống, cũng nhờ cộng đồng thôi. Người này cho một chút, kia cho một chút, này nhỏ nhỏ xíu rồi cô chú chị. Còn cái ngôi nhà thì nó sập sệ một nét rồi, trời ơi không chào gì ha. Ôi ơi ơi, làm gì á? Đâu chú hả? Còn đâu, còn một đứa đâu rồi? Trời ơi, con gửi rồi. Rồi chào gì, gì khỏe không? Có bữa khỏe có bữa không, bữa khỏe bữa không hả? bữa nào khỏe thì còn ngồi vòng 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 chứ không khỏe là nằm vậy đó, giống như là chứng bệnh mình nó có lúc khỏe lúc mệt vậy đó. Dạ. Hôm qua hồi sáng mệt quá đi không có được. Rồi năm đứa cháu là bà một mình rồi bà phụ lo hết luôn. Lo hết. Rồi cứ, mẹ nó từ ngày con quay tới giờ có ai về có gửi tiền gì không vậy? Không luôn hả? Trời ơi, bà ngoại lo sao nổi, một mình năm miệng ăn nhỏ 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 này ăn dữ lắm ha bà dạ. ăn nhiều không? Có thì có tiền thì cho nó cũng ăn, nếu không có thì nó cũng bình thường. Nhưng như có bữa nào có tiền thì cho 10 ngàn, nó không có tiền thì đứa 5 5 ngàn hoặc là mì tôm thì ăn rồi. Không, khi ăn cơm á, nói chung là ăn cũng nhiều, à nấu một lần cũng mấy ba lo. ba lo là ăn một buổi hả? Một buổi không, nhiều khi nó chắc kìa nó cũng ăn chút đỉnh rồi nó lên ngủ hết. Cái đồ ăn thì tùm lum ra có nhiều tiền lắm à. Nó nhỏ nhỏ không? Tuổi thù lịch của liền khô. Năm đứa cháu nhỏ nhỏ của chú vậy hiện tại như là ba người mẹ, ba người mẹ. Nói chung là các người mẹ đó đã bỏ luôn rồi đó, Nó không quan tâm tới con cháu. không quan tâm con cháu, bây giờ là mỗi người có gia đình riêng, nói chung là bỏ năm đứa cháu này là ba người mẹ là bỏ hết luôn. Đây, chung cái hoàn cảnh này thì mình tôi đã chia sẻ được hai video của chú chị, thì mình tôi cũng cầu mong quý bạn thân quý nhỏ tâm cùng chung tay mỗi người một ít có thể giúp cho bà thoát khổ này. Chung là bây giờ là một mình nuôi năm đứa cháu Nhưng nhỏ là có nhỏ như cắn này. thì nó chết Bây giờ là không ai điện về luôn hả? cái không có không có ai điện gì chứ, có bữa hôm có nghe nói nghe thằng cháu nó nói có nghe nhắn tin mà hỏi ai ai là nhắn tin vậy không có trả lời, nhắn tin là đọc được nói nó bị gì nói cũng như là bị bán sức lao động có thể về nhà chưa có được nói Mà ai ai người mẹ thứ mấy? vậy. Nó nói nhắn tin vậy mà cái thằng đó chạy ra nói với tôi nói gì chính ơi cô chính ơi có thể là bé Thảo hay gì là nó nhắn tin cho nó con mà chán nhắn tin là nói
bị đi làm bên Đồng Nai giờ cũng như là bán sức lao động, bây giờ chưa có về nhà được, về cũng như là rất là hơi khó vậy đó. Tại vì tôi nói chắc tôi không biết một phần lên Thảo hay làm Phượng gì chưa biết. Trời ơi. Nói chỉ nhắn tin vậy thôi. Tại vì nó số biết số điện thoại cái thằng nhà cháu á. Còn ở đây thì có điện thoại đó, cũng có một cái rồi, nó vô nó chơi sao nó banh chành mẹ rồi trơn rồi. Nó chơi mà lúc của tôi đi nằm viện á, nó chơi làm sao nó banh chành vậy không. Đi sửa tao cũng được mà điều đó đòi 600+ á vậy. Sửa điện thoại phải không? Nó sửa nó đang chơi gì đứt nguồn đứt nghéo gì đó. Rồi có ai giúp cho bà không trong thời gian khó khăn này, có ai cho gạo cho có gì ăn không? Có bên xã cho gạo. Lâu lâu tao cho một bao thôi, đâu cho được bao nhiều. Gạo thôi chứ không có gì hết. Thì cái bữa từ nào ai phát á thì người ta sẽ gom lại xin lại cho mình đúng không? Có bữa có bữa hộm cách đâu hơn 10 bữa, có chị bán thịt heo trong lòng chợ dẫn cái bà nào cũng như đeo cụm dây mà cũng như là bên đạo gì á, đạo công giáo à. Chắc là đạo tôn giáo à. Cũng đem cho 10 kg vậy chứ đưa 100 ngàn. Cho mình ăn đúng không? Dạ. Nói tại vì bà cũng không hay gia đình này bị vậy vậy đó. Dạ. Cái nghe cái cô này nói vậy giờ dẫn qua đây thấy thật tình ngay trước mắt là khổ vậy đó. Nói lại cái con cháu không có về đây thăm sao đó. Nói chung là năm đứa cháu này là không được ai học hết, không được đi học hết đúng không? Dạ. Năm đứa này không có đứa nào đi học hết ở nhà hết. Có nè. Hai đứa này nè. Đi học rồi phải không? Hai đứa đó đi học. Còn hai đứa này nó tại vì chú không có khả năng đưa đi để nó vô mẫu giáo á. Hai đứa lớn là đi học lớp mấy? Đâu đứa nào? Đứa lớp 3, đứa lớp 2. Đâu em đâu đứa nào đâu vô tên của ai? Nó lớp 3. Lớp 3 học. Rồi bự là không học không? Bự ở nhà với bà ngoại hả? Dạ, còn đứa lớn thì nó học tới lớp 4 rồi. Thì hồi lúc mà tôi bệnh nó nghỉ rồi chứ giờ nó không có đến trường được nữa. Dạ. Còn hai cái thằng này nếu mà tôi không bệnh nó tôi dẫn lên dẫn xuống thì nó có thể nó vô mẫu giáo được rồi. Dạ. Mà thôi kệ để cho răng năm nó vô lớp 1 luôn. Lớp 1 hả? Vô được không? Biết chữ không đó sao vô đây? Dạ, tại vì lớp 1 thì cho đi một chuyến đường. Dạ. Còn mẫu giáo thì phải tẻ qua đây nè, rồi cái qua đây thì mùa lớp học. Bây giờ chúng chưa biết chữ mà không biết qua sang năm có đủ điều kiện để lo không nữa. Dạ, chứ tập để sách quần áo đâu phải là đơn giản đâu, không dạ, đi rồi đi đâu. Quần áo cũng mà tại vì cô Thọn bên xã nói chừng nào hai đứa này nhập học á thì qua thông báo cho cổ biết cổ có thể mua quần áo cho hai bé này, mà không lẽ mình đi tới nhà đi tới đó nói không lẽ mình có một bộ hai bộ quần áo rồi mình đi tới đó, nếu có nghiệp gì mình đi thì mình nói được chứ còn không lẽ đi rồi tôi giờ đi tới sọ quỷ cũng mệt đó. Bữa hôm đi làm giấy đi lục giấy ấy cho mấy đứa này nè. Đấy, rồi mấy mệt đó. Rồi mấy cái xe đạp bên đây là còn chạy được không? Vô hư hết phải không? Hư hết trơn rồi nó bỏ vậy đó. Không có tiền sửa gãy hết rồi nè. Có ngồi được đâu. Này bán cái chai đi. Để bán cái chai đó mà. Bán chai đây chừng nào chú quay đi có ai thương cho thì chú mua cho người chiếc. Chiếc kia thì nó không biết cái hư cái gì tôi cũng không biết nữa, nó không. Nó hư hết rồi gãy luôn hết rồi. Rồi lại xe anh ta cho hả? Cho đó. Ta thấy có mấy đứa nhỏ nhỏ này vậy nè, ta cho rồi cái đạp cái hội hứa trên. Có mua đâu, có. Vậy mấy ngày hôm nay mưa dột không? Có bữa họ mua được 100 bạc này hết hết dột rồi mà đều. Hết dột hả? Giờ nó sụp sẻ rồi như này bây giờ. Một khóa rồi. Rồi bà bữa họ bà năm bà cháu ngủ nhà sao phải không? Nhà sáp bước sau hôn, ở trước thì nó giọt, ngủ đâu có được, đâu có ai dám lên đó mà đẩy vì sắt nó mục quá. Sắt mục sợ nó sập quá. Người ta sợ bị gãy sắt, người ta không dám lên. Mới lấy cái lo cái miếng này nè. Thì cái bữa hổm, bà cháu xuống chạy qua bên kia ngủ. Thì gió quá, nhà rung rinh nó cái nhà sao quá. Nó rung rinh rồi cái xuống nhà bà cháu qua nhà bên kia ngồi đợi cho là tỉnh mưa chạy ra, chạy về để ngủ. Thì cái nhà trên nó có ngủ được, nó giọt tùm lum hết trơn. Con cũng không biết bà xóm, không biết bà xóm có thể hồi trước con cũng xây dựng khu vực này cũng được mấy căn nhà cho mấy mà con khó khăn á. Lúc đó con cũng không biết gia đình bà nữa. Cái thời điểm đó thì có thể con chia sẻ bà trước có thể là cũng có nhà đàng hoàng rồi. Rồi con chia sẻ xong mấy hoàn cảnh kia, bây giờ mạnh thường quân bên con thì cũng trong thời gian này làm ăn cũng hơi khó khăn, rồi chiến tranh toàn thế giới nữa.
nướng chấm. Muốn giúp bà sửa lại cái nhà thì cũng hơi khó khăn. Con cứ quay để con chia sẻ để giúp. Nướng. Con cứ quay hoài để con giúp thì một số mạnh thần quân thì ai thấy được thì có thể mỗi người phụ một chút. Con có thể con xin sửa lại cái nhà cho bà khi lo cho các cháu đi học. Bây giờ tính là 5 đứa cháu của chú chị rồi, ôi nó một lần một lớp thế này. Tức là mình nó lo tới 5 đứa cháu rồi. Kệ cháu nó chừng tới tối thì nó sạch ngủ chứ còn giờ giấc này nó vậy rồi. Còn các người mẹ của mình, của các con này nè, bây giờ là mỗi người có một gia đình riêng của mình. Có thể nó quay, mấy chú quay có thể nó cũng coi thấy mà điều nó không có về. Không về, không gọi điện thoại, không có thăm con luôn. Tại vì gọi điện thoại sợ tôi rầy tôi chửi nó dạ. Dám gọi. Vì con mình lo đây trước đi rồi mình muốn đẻ cho ai đó thì mình vậy mình chứ đẻ sao? Vậy mấy người kia ở đâu gì? Bên Phước Hảo, Phước gì người ta còn coi thấy á, người ta nói trời ơi. Mấy đứa này thiệt vô tư quá, mẹ bệnh mà bỏ con, bỏ cháu gì cho mẹ mà già nữa. Chính người dân người ta còn thương còn sao nó mới vô tư quá đó. Tại cái số tôi vậy chắc những kia. Nó cũng có thể nó coi ấy điện thoại nó biết chứ. Dạ con quay con chia sẻ nó thấy chứ thấy. Tại con ngựa nó vô tư chứ vậy chứ sao người dân người ta còn coi thấy mà lẽ nó không thấy. Dạ. Có chị của ngựa bên nhà em Châu luôn nè, nó nói nó đi Phước Hảo bà hộm, nó coi trên truyền hình á. Dạ. Nó lên mạng nó coi truyền hình nó thấy chị ơi chị xương sao mà khổ gì vậy bệnh mà còn giữ tới 5 đứa cháu nữa đó. Khi nhỏ em dâu nó nói rồi em phụ giữ chùm chị nữa, lắm lúc chị bệnh chị khóc rồi đi khóc. Mệt đó chị em chạy ra bóp tay bóp chân cho chị đó, nó tới khóc nè của chú chị. Thì cái đứa con của chị sao nó vô tư quá à? Không có đứa nào nó chạy về trơn, nó cũng thấy chứ mà không thấy sao nó. Khi nhỏ nó nói thôi mới là chia sẻ là khóc mà khóc không tại nó. Nó trốn trách nhiệm nó chứ gì nữa chứ. Người dân ta thấy lòng lẽ nó không thấy. Tại sao mình cặp người này kia ở được rồi sanh đẻ thêm đứa con mình thì bỏ, tại sao mình không phụ coi. Còn người cha thì quá vô tư luôn. Cha nó trời, nó bỏ mấy đứa này mẹ nó coi bầu cái thằng này nó bỏ rồi. Nói mẹ bỏ, cha bỏ không cha à? Cha bỏ cái thằng mẹ nó mang bầu cái thằng này 2 tháng là cha nó đi bỏ rồi. Nó cha bỏ con, mẹ thằng bỏ luôn. Mẹ bỏ luôn mẹ. Chứ gì tôi nuôi hồi lúc nó mới 2 tuổi gì mà tôi nuôi tới không bây giờ. Hồi lúc tôi không có bệnh á thì tôi cũng như đi xúc tép hoặc là làm ngày dặm lúa cái gì là hoặc là cắt lúa gì đó. Yeah. Nuôi được tới bây giờ bệnh rồi, phát bệnh rồi cái thân tôi còn lo không xong nữa. Yeah. Có bữa thì khỏe thì lên ăn được chén cơm hoặc là nửa chén rồi khi không có khỏe rồi nằm chờ anh dày hoài đó. Yeah. Thì chứ uống nước không rồi cái nhỏ em dâu này nói chị uống gì uống sữa đi chứ chị uống nước hoài sao nói sữa uống càng sót ruột. Tại vì như cái bao tử tôi không có hạt sữa đó đó. Yeah. Ừ. Miếng đất này là của gì luôn hả? Miếng đất này của bà ngoại cho. Yeah. Hồi đó bà cũng bệnh như tôi vậy đó, bà mất á. Dạ. Của nhà này cất cũng lâu lắm ha, không thấy mục nát hả? Giờ cái nhà này hồi đó nhà nước cho là cất nhà tình thương là năm 2002 á. Dạ. Yeah. Cũng lâu lắm. 2002 mà chỉ làm được cái tiền chế phía trước chút xíu rồi lập tôn thôi phải không? Tôi đó tiền chế này hồi đó ta ở thứ bậc không? Tại vì thằng em ở sau này nè nó làm nhà nó dư dách, nó dư gạch đó. Yeah. Nó thấy hồi đó cũng như dách trước này cũng như miếng tôn này nè, ở miếng tôn vậy đó. Mỗi lần đóng cửa nghe rồng 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 vậy đó rồi kia nó nói theo để còn dư gạch đó để em làm cho. Rồi tôi nói làm gì nó nói sẽ làm đại được nhiêu hay nhiêu nữa. Bây giờ tính ra ba người mẹ này mới chịu hợp sức lại, mỗi người phụ chút có thể lo cho bà được ha. Cho bà ngoại được. Bây giờ nói giờ nó nhà cửa nó lo không được thì lo mấy đứa con nó cũng được nữa. Mình cũng ba người mẹ của chú chị thì tôi đã từng nó chia sẻ trên video rồi. Mà ba người mẹ này bỏ 5 đứa con lại rồi đi theo người tình khác. Rồi không lo không ngó ngàng tới các con ruột của mình. Giờ đi gặp cái người khác rồi đẻ nữa. Giờ để còn má con nhỏ đây nè, đẻ sau đứa trai rồi cái
nó lo cái bản thân nó còn không xong rồi. Bây giờ khổ như thế này còn đi cặp người ta đẻ làm chi vậy? Còn má có thằng này, mấy đứa này nó không có ở xa chú, nó có tôi biết nó ở Trà Vinh này trong nghiệp ấy gì sốc cục sốc ở sắp bên đây mà ở sốc cục gì đó dạ biết rồi sốc cục sốc kinh gì đó ở đó đó ở có người đi buôn bán ở ở đây là ta đi bán đồ bên Trà Vinh đó, thấy nó đi hoài mà nó kêu nó không có dám quay lại dòm dòm sợ mấy người nó biết rồi kêu bịt mặt luôn không đi đâu được bịt mặt luôn rồi cái nó không có dám dòm mà tại người ta vậy chứ ở xứ quen rồi cái ta biết mà thấy nó đi chợ hoài mà kêu nó không dám dòm vậy nói chung là muốn bỏ luôn á chứ không không dừng tới nó kêu nó thấy rồi cái nó rồi cái bữa hộp mấy đứa này qua bên quán này ăn hủ tiếu rồi cái nó hỏi má con có về chưa nói mấy đứa này nó nói không về nó ủa sao tao thấy má mày chạy xe đi chợ bên ở gần đây luôn khoảng mười mấy cây số mà không về luôn bỏ là lâu chưa đi cũng lâu lắm rồi chứ không về luôn hả đi cũng lâu dữ lắm rồi đó bà lúc mà tôi nằm viện thì tôi nhờ nhỏ em này nói tôi điện cho thằng cháu tôi điện nó bắt máy nói về nhà đi cô Chính bệnh rồi đó bây giờ cô Chính đi phải đi bệnh viện ở thành phố kìa về nhà trong mấy đứa này nó vậy rồi nó không có về rồi cái qua bữa sau tôi điện hỏi thằng cháu tôi nói Minh tôi Phường nó có về không nó không có đâu cô Chính ơi nó vậy là thôi nói với mẹ con trong giường cô Chính đi mấy đứa này thì nó biết nấu cơm còn đồ ăn thì nó không biết làm nói với mẹ con nấu cái gì cho nó ăn nấy đi tính ra là ba người mẹ luôn là không đứa nào mà liên hệ các không con không có đứa nào về không liên hệ các con thì bà mà ngoại luôn là mẹ ruột luôn cái chừng tôi đi về đi đó được nửa tháng rồi cái tôi về thì cũng như là diễn rồi tiền tạm ứng á tôi chạy về mượn cái cô này nè hết 5 triệu nữa rồi thấy về rồi cái mới má con nhỏ này nè thấy tôi về lại coi nói giờ mình tao không có nói gì nhiều giờ cũng tao mày giữ nó đi tao cho tiền tao thấy người ta nói giờ tao mượn được người này 5 triệu nè giờ tao cho mày 1 triệu đó mày coi mày lo mấy đứa này đi khoảng 10 bữa đó tao đã xuất viện tao về rồi thì tới nó ở nó nói không biết được 10 bữa không rồi cái nghe nghe cho nó nói cho nó ở được cái 5 bữa thằng chồng nó kêu về nó đi về rồi bỏ mấy đứa này nữa rồi chị ơi nó vô khổ thì bệnh mà còn không yên nữa đi nằm viện ta đóng tiền hồi xưa là bé nào nhỏ nhất là bà nuôi từ nhỏ tới lớn nè hồi đó nuôi mấy tuổi 10 tháng mà mẹ bỏ luôn hả nó không đồng tháng đầu năm đầu nó còn gửi tiền gửi gì kia nó gửi rồi khi tới năm thứ hai là cắt luôn bỏ luôn không nó không có còn đường liên lạc nữa năm đầu nó còn gọi được tháng 1 triệu nhiều khi 500 mình nói không có được nói vậy đó nói có bữa nó tháng nó gửi tới đủ tiền sữa con nó thôi rồi đó năm đó 10 tháng nó con nó còn bú sữa mà còn bú sữa rồi cái luôn rồi không có được cái ra tới là qua sang năm thứ hai rồi thấy dần dần là hết điện liên lạc được bây giờ đâu có ăn uống thì cũng nhờ gạo của Mạnh Thường Quân ta cho này chút kia chút kia ăn uống nhờ một gạo Mạnh Thường Quân thì còn đồ ăn này kia còn đồ ăn sao đồ ăn bữa nào có tiền thì mua đàng hoàng cái nó ăn bữa nào không tiền thì nó nào mấy đứa này cũng dễ chứ tại vì mình bỏ lâu rồi trời sinh trời nuôi á nó tương nó kia nó cũng xịt uống ăn hết trơn à thì cái nhỏ cái bên nhiều khi đâm đúc nó thấy vậy nó múc được canh hay gì á cho cha ăn đi rồi bữa nay bà cho các cháu ăn món gì bữa nay hình như ăn cái gì quên rồi rồi được bệnh nhớ quên chạy ra con sao ăn được rồi đây một lát con xuống con lục coi coi con ngoại quơ được rồi ăn không vậy đó bệnh đấm rút nhớ rút lúc bữa hôm bữa hổm ăn tép ra mà người ta hỏi chị gia đình bữa nay ăn gì muốn quên hẳn nhỏ em cho nó chị nhà chị ăn tép thì vậy đó làm rồi là quên rìa liền chứ không có để lâu nữa hả phải rồi nhớ rồi có hôm qua hôm kia nhỏ nó cho thịt heo cần 300 gram phải rồi thôi có hôm qua tại vì có nhỏ em cho cà phê á
Dạ. Chiên ăn rồi, cái hôm qua ông ăn cắt thịt heo phải rồi nhá. Vậy đó. Ừ. Bà hiện kia. Má có máy đuổi. Thôi để con xuống đây con chia sẻ thêm lần nữa ha. Thì con cũng còn mong quý mình thân vương nhà hảo tâm xem được hoàn cảnh của mình sẽ giúp được cái gì mình giúp. Con cũng không hứa là có cái gì ha. Dạ. Con thì cố gắng con kêu gọi con chia sẻ thì đó giờ cũng quay đã 3 video cô chú chị. Thì hôm nay thì mình ta cũng sắp xếp thời gian chạy xuống đây để chia sẻ thêm một lần nữa để muốn giúp bà tại các hoàn cảnh của mình tới giúp bác thì cũng ở khu vực của bà ở đây cũng như là Thanh Thờ và anh Minh gà trống nuôi con và Sơn một tay thì cũng ở chung khu vực địa phương này luôn. Nói chung là ở đây cũng ba bốn hoàn cảnh mình ta đã từng chia sẻ mình ta mới phát hiện thêm một cái hoàn cảnh ở khu vực này cũng đang gặp khó khăn rất là nhiều. Một mình bà hôm nay cũng 60-70 tuổi thì nuôi tới 5 đứa cháu còn ba của người mẹ, ba người mẹ này thì bỏ đi. Nói chung là theo tình nhân mới á, là bỏ lại 5 đứa con của mình cho bà ngoại nuôi thì không liên hệ, không gửi tiền, không chăm sóc, không gì hết á. Rồi sống nhà Mạnh Thường Quân của nhà hảo tâm cho được gì cho vậy đó. Nó một mình. Để con đi một vòng con lục nhà coi ha. Yeah. Ăn món gì? Đâu ai dẫn tôi đi vô đây. Mấy bự đâu? Đây đây ra sao đây đây đi ra sao luôn rồi đi chỉ giường ơi chú coi ngủ giường nào. Ồ nó vậy là cô chú anh chị ở nhà thì mục nát hết rồi. Ồ một mình thì phải nuôi tới năm đứa cháu như vậy nè. Ồ mà đi đi mà không quên là đụng cái đầu luôn. Ở giường này ai ngủ đâu? Ở ngoài ai nữa? Là ba có ba người hả? Không hai người. Hai người. Đâu? Mẹ. Có bà ngoại ai? Bà ngoại là hai người đây. Bên kia bốn người hả? Dạ. Ôi trời ơi. Ủa, hơi tối cô chứ thông cảm nha. Ở đây hơi tối quá. Ê, trời ơi, bên đây ở ngủ bốn người. Trời ơi. Ôi ôi văn mạng nó thui vậy. Trời ơi một hóa là cô chú anh chị ơi ở chỗ phía sau mà mở ra thôi khỏi cần gỡ mở ra. Trời ơi để tôi quay chút xíu cho cô chú thấy bốn người ngồi đây chặt không chặt hả không 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 rồi không chặt ra thôi. Thì con còn nhỏ thôi, mốt con lớn là cái giường này ngủ không có vừa đâu. Giường này ngủ có 2 người thôi, ngủ tới 4 người. Nó hơi tối, cô chú chị ơi. Thuốc à. Ồ, này chắc gạo người ta cho phải không? Ồ, cũng đỡ hai người cho, chú ăn cũng... Bên xã cho nè. Dạ, bây giờ mình lấy cái nào người ta cho trước rồi mình ăn. Ha, đừng có ăn cái mới thì sẽ bị hư á. À, cái gạo này mình ta cho đầu tiên á mình móc lên mình ăn hết đi. Yeah. Mà chung là sống nhà Mạnh Thường Quân cô chú chị ơi. Không có gạo ăn cũng đỡ. À, chung là có gạo ăn đi thì đồ ăn thì có gì ăn nó cũng không sao. À, mình này trời gọi là trời xanh trời nuôi. À, ngủ á nhà sau này nhà trước là bỏ luôn á, nói chung là nhà trước thì mục hết rồi, không dám ngủ sợ bị cây sắt nó đè. Giờ ngủ nhà sau nhà tre thì sao nó cũng đỡ hơn nhà trước. Rồi vậy con về ha, để con chia sẻ thôi, con cũng cầu mong với mình thường quân nhà hảo tâm lại giúp đỡ cho bà được chút ít sửa nhà sửa gì. Nhà trước á xin lỗi nhà sau của chú vậy nó chơi bây giờ treo vào tấm láng nè. Sụp sẻ rồi. Ăn cái gì hả? Ăn cá, ăn rồi chiều nay có gì đâu ăn cơm. Ôi ơi, lấy cá ăn hết rồi. Ăn mì tôm không kìa đó, chiều sáng ăn cơm, buổi sáng ăn chiều nó mì tôm làm tới. Ồ vậy rồi, thí dụ vài năm nữa cô chú như vậy rồi sao nữa. Nó còn nhỏ như vậy rồi lớn lên rồi ăn uống như thế nào mà bình sao lo nổi của mình bà. Tới đâu? Tới đâu hay tới đó hả? Bà thì bình lên bình xuống nữa. Mệt nữa hả? Mệt thì khó chịu vậy, cái nó cứ nằm. Bữa là tôi không có nằm tôi ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Dạ.
Dạ, dạ. Rồi thì con về ha. Rồi chừng nào có tin vui thì con xuống. Rồi bye bye con. Rồi mình Tân xin tạm dừng video tại đây. Thì cuối video mình Tân xin chúc cô chú khán giả xem kênh gặp nhiều may mắn. Hẹn cô chú gì sẽ tiếp đô xa cũng được.